Pháp làm chủ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mbappe liên tục quấy đảo hàng phòng ngự đối phương ở bên cánh trái. Chesney liên tục phải làm việc vất vả để cứu thua cho Ba Lan. Tưởng như hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng, bất ngờ lại tới. Một phút lơi lỏng của hàng phòng ngự Ba Lan phải trả giá cực đắt. Mbappe chọc khe và Giroud băng xuống dứt điểm tinh tế khiến Chesney không có cơ hội cản phá. Ba Lan cố gắng dồn lên tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng những gì họ nhận được lại là bàn thua tiếp theo. Phút thứ 74, Dembele nhận bóng bên cánh phải rồi truyền ngang cho Mbappe bên cánh trái. Số 10 của Pháp chỉnh bóng rồi dứt điểm vào góc gần cực căng khiến Chesney không thể cản phá. Mọi chuyện tiếp tục tồi tệ đi với Ba Lan ở phút thứ 90+1. Mbappe tiếp tục tỏa sáng với pha dây bóng rồi dứt điểm trái phá vào góc xa khung thành. Đại băng trắng nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút bù giờ, họ được đền đáp với quả phạt đền ở phút thứ 90+6 do Upamecano để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Lewandowski đánh lừa được Lloris và đem về bàn danh dự cho Ba Lan. Chung cuộc, Pháp thắng 3-1 và tiến vào tứ kết.